Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Trận đấu đầu tiên trong trận đấu chung kết trận đấu thứ 5. Và chúng ta là Pan, à nhầm Per và Seng đối đầu với Haiya bên phía đội bạn. Con này là ổn rồi. Quả đầu đang có 7 cây dành cho bài Per Seng trong tay game thủ Chim Sẻ Nắng. Đây là máy của game thủ No 1 và cầm Seng của mình. Làm vòng đi dò quả đầu 6 cây. Dần đi dò. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Anh Hải cho à Hải, anh hỏi tí 25 tháng 4 về Uông Bí giao lưu chỗ nào vậy? Em có biết 25 đi đâu đâu? Không biết là 25 về Uông Bí luôn. Dần đi dò đây rồi. Bài Persian đang chưa có voi hiêu gì đến với vụ Chim Sẻ. Gỗ đầu khá là gần đây rồi. Nông một đang đi dò với hai nông dân nhưng mà cũng chưa thấy đồ lùa về. Dừng xa. Đối đầu với hai Yamato bên phía đội bạn. Thì quần này thì chúng ta có Per có thể đột biến hơn một con IA. Seng thì cũng sẽ hơn một con bên phía đội bạn rồi và nó có thể đánh phù nữa. Nên chắc chắn quân ra được đánh giá nhỉnh hơn. Bài không thấy gì luôn, hai sư tử trước cửa nhà thôi. Rồi đây là bầy hiệu đầu tới game thủ No 1. Chưa thấy gì. À đây có voi anh. Bài No 1 cũng xấu đấy. Bài Sẻ bảo vệ Pơ không đẹp, có đúng một bầy hiệu đầu thôi, không đồ lùa về, cũng né được đôi sư tử. Có thêm một quả đây rồi. Pơ một quả này thì cũng không ưng cho lắm. Ed nhân đôi ăn cả hiệu cả gỗ. Quân thì đẹp nhưng mà bài đang hơi lủng anh em ạ. Xấu đấy. Sẽ đấu chung kết rồi. C5 và chiếc PS đầu sẽ thì cũng đang hơi loằng ngoằng. Ờ thì có bao nhiêu này thôi. Có thêm bầy hiệu nữa thì đủ chim sẻ nhưng mà cũng đã đủ đồ và có thêm voi. Cố ép đời vậy. Vâng, và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm Bách Niên Kiện. Viên xương khớp Bách Niên Kiện với công dụng giúp giảm nhanh tình trạng đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp do viên khớp, thoái hóa cột sống, tăng khả năng vận động, đứng lên ngồi xuống không còn phải bám vịn, có thể vận động thoải mái, đi lại nhẹ nhàng. Hơn 600.000 người sử dụng viên xương khớp Bách Niên Kiện, đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng, thấy hiệu quả rõ rệt sau 3 lộ trình. Sau 1-2 tuần thì giảm sưng, giảm đau tại ổ bị viêm, đau. Sau 2-4 tuần thì đi lại đứng lên ngồi xuống không còn phải vịn hoặc quỳ gối, có thể vận động thoải mái, đi lại nhẹ nhàng. Sau 3-6 tháng tiếp thì đau nhức xương khớp giảm đi rõ rệt, những tiếng kêu lục cục không còn xuất hiện, thoải mái vận động và ngủ ngon giấc. Anh em có thể gọi ngay đến số điện thoại hotline 0825 969 666 để được tư vấn các vấn đề về xương khớp. Rất mong là anh em ủng hộ một sản phẩm đang đồng hành cùng với Chim Sẻ Nắng Studio. Hai mươi bốn trên 28 lại thấy một con voi lẻ ở đây. Cố gắng đưa nó con voi này về. Rồi đây là con voi được đưa về tới từ game thủ Chim Sẻ. Về hẳn là chính luôn. Bonilla bên kia bài xấu không anh? Được. Giải Nguyễn Văn Long nhá. BL và BM vẫn kích 9 bài này. Ui lên đời cân được 98. Làm bài khỏe đấy. Đi ăn vàng thôi. Sẽ đánh phù 9-4-9 với 24 dân. Bài này kích ra 9 rồi. Ảo nhỉ. Mọi cửa chiếc BL ăn vàng thôi. Cổng giáp ngựa giò.
Oklahoma, Oklahoma, Ole Miss. Habedakis. Oklahoma. Habedakis. Donna E. Cái này chưa biết đối đầu với ai. Màu 3, 98 đây rồi. Khả năng mệnh đến cung A. Bây giờ sẽ phải cần bo kín màu vàng mình cũng ấy. Nó đang chăn dân sẻ đây rồi. Không cho nó sang thì em phải mất dân thôi. Ui. Phái trưởng. Mày kín thế. Như vậy thông tin báo về màu 6 đánh chém không đánh cung A. Nhưng mà thế này là thế mà đội bạn có thể chuyển A rất dễ này. Nhưng mà bài khung đẹp như thế này mà chắc là bo cản mặt thôi chứ đúng không? Bây giờ lại khung về tận 9 giờ nữa thì ghê gớm quá. Rồi bắt chết con roi trên màu 3. Nó khung thật luôn này các bạn. Bài đẹp lắm nhá. Chưa đủ gỗ đắp P. Nhanh không chém nó đến. Vẫn thiếu 1P. Đâu. Ok ok. Xiên. Hai anh em cùng chọc luôn. Đây là con ngựa chém của cái thủ 98 đang lao vào nhà chim sẻ. Đà cứ chạy vòng tròn thôi. Có phù tới từ người cầm màu 3 98 đây rồi. Sẽ quyết định đóng P2. Vẫn giữ được mỏ vàng của mình và chơi nhiều P. 22 trên 44 là thăm lại tại nhờ bài đấu này. Và đây là phù của người cầm màu 3 cái thủ 98. Sẽ cũng đang phù những chém đội bạn. Và bạn cũng lao vào phù chim sẻ nhám ở đây. 3P rồi, sẽ mất 2 lạc đà luôn. Tham lai là 20 trên 44, đâu một phải có cái gì sang bắn phù bên này nhá. Sẽ đánh 3P rồi. Nâng công nghệ phù thủy của mình. Đây là bàn đánh của phù nô 1 với tham lai là 26. Đội bạn đang xô vào. Chưa có A. Đó công phù nữa. Và đây những chém màu 6 đang chém nô 1 và cũng đang nhấc hết cả cốp lên này này. 27 trên 40 là thắng lại tại trong bài đấu này. Chém luôn. Phù đi anh. Phù kia phù chứ. Hiểu đấy. Đã xin đúng giờ đây rồi. Chờ phù mới nở ra và bắt chém của người cầm màu 6 thôi. Tham lai đang số là 26 thế nhưng thủ nô 1. Và đang quay chém lại để OP của nô 1. Phù đi. Đồng chém thế nhờ. Rồi phù được con chém này. Cũng lừa đã có để sang bắn phù sẽ không. Phù mới anh ơi. Đó, ok. Bắt đốt mấy con chém này thôi. Đây, đang sang. Đưa cung lừa sang thôi. Chém đốt mấy con chém của game thủ truy mệnh. Khá là vất vả như nô 1. Đây là mấy người chim sẻ. Sẻ vẫn đang bị đội bạn công phủ đây. Một cung lừa nô 1 đang sang đây rồi. Chém luôn. Dắt phù lên tới cái lũ chim sẻ. Cả chém nữa. Sẽ phải mang phù sang bắt phù của cái thủ. Xin lỗi, bắt chém của cái thủ truy mệnh cho nô 1 nữa. Phù được con dân rồi, về. Không thấy phù màu 3 ở đây nữa. Liệu rằng đội bạn có chuyển A không? Có chuyển rồi. Đây là nhà BA bên trong tới từ người cầm màu 3. Ở nhà sẽ đang bị một con chém quản. Yeah, con phù mới nó nở anh ơi. Rút sâu bên trong nhà đội bạn đóng cái lở. Phù dần đối phương. Yeah, gặp chém nha. Ở bên nhà em có con chém ở rừng dừa kìa. Đấy, phù đi. Ayo.
và vẫn đang hơi khó thì bộ đôi chúng ta ở trận đấu này anh em ạ. Phù được dân C8 thôi, nhưng mà C8 chuyển ra hai áo ở đây. 3P đến từ chim sẻ. Đâu một cánh kia đã bắt đầu yếu đi rồi. Sẻ thì đã đóng được lời nhưng mà không có thứ gì để có thể sóc, đó chính là chém ở trong nhà của đối phương. Không có thịt để nở quân anh em ạ. Công an đang một áo thì 98 thôi. Tạm lại là 30 dành cho cái vụ chim sẻ. Giờ phù đi kìa. Công an đội bạn đã bắt đầu là công an một áo, rất nhiều phù đứng ở đây. Phù hết dân gỗ 98. Vâng, đây là một máy của phụ nô 1. Từ xem phụ tên này đã. Đây là công an của phụ 98. Phụ đi. Phụ được công an đối phương. Nhưng mà nó bắt đầu tụ được công an đấy nhá. Nô 1 báo về màu 6 feet rồi, tham lai 2x dành cho anh. Để đội bạn chuyển được công an 2 áo như này rất là mệt. Và bây giờ thì màu 3 vẫn có nhà, vẫn có ruộng. Màu 6 chuyển sang chơi phù. Chưa fit đến từ người cả màu 6, anh phải đưa cả phù lên. 26/52 là tham lai hiện tại dành cho bài đấu này. Để ông nói với vụ chim sẻ với tham lai là 27 thôi. Chơi toàn phù, mò ba nói chung là cũng không khỏe. Tí nữa nó một có thịt bơm sẻ sóc chém vào trong nhà rồi bạn là cũng ok. Nó phải bắt phù. Bắn ghê ra. Qua rồi bạn. Vẫn làm vài phù đây. Đứng ốp vào nhà PA của vụ 98. Đi vòng phù một tơn. À, dân màu 6 chạy bên này. Tóm. Nó đen ra bây giờ. Nó đen ra đấy. Rồi. Chờ mãi. Nó vẫn có phù bên trong, mình có phù đi sau, phù lại luôn. Đó. Không có ngoài nhiều thế. Rất nhiều công hoàng bạn đứng ở đây rồi. Đâu mà phải đánh khỏe lại cơ. Sẻ khả năng cao như thế này nó đẩy dí luôn một tơn là cũng mệt mỏi luôn đấy. Đang đưa phù giữa bản đồ. 98 không sóc ả đây nữa rồi. Vẫn gửi được cái BL bên trong nhà đội bạn đúng không sẻ? Đấy, cứ để đây thôi. Đấy, phù cung A. Rồi, phù được con nữa. 98 vẫn đang khá nhiều những đơn vị cung A của mình. Bây giờ phải tự ra ruộng mới đi thôi. Ba bảy trên 48. Đây là đầu 1. Vẫn đang công vào mỏ vàng của đội bạn đến từ cái thủ chim sẻ. 98 đang giật hết cung A vào bên trong rồi. Bắn phù. Bắn phù. 98 cũng ít cung A lắm nhá. Nó đi rồi à? Nó đẩy đâu nhỉ? Cả thằng ông nó đẩy sắp bắt đồ lên nhà em đấy sẻ. Tha mình đè mà. À, máy NO1, anh cứ phát triển lại bắt nốt chém màu 6 đi thôi. Lên gỗ hai cái kiểu nữa anh ơi. Ok, đầu máu đầu mèo lên đi. Cơ cấu lại rừng rú cho đẹp đẽ đi. Rồi, đốt nhà chính nó cũng được. Nhà chính nó có ruộng kìa đây, nó đẩy qua bên này này. Sao đây anh ơi. Đây, nó lại kéo về mà nó không dám đẩy mạnh đâu. Sẽ nhiều phù này. Phủ mãi không được con đấy, con cung ma nào. 3P ở đây chứ lũ chim sẻ. Nó một phải sang đây thôi. Nhanh. Tạm đầy khoảng gần 20 cung ma tuần này. Rồi lại phù được cung A rồi. Phù xong cái thì lùi luôn đi. Đấy ơi, sao mấy bản đồ trong nhà này. Đây này, gặp này, gặp. Giờ cung A đẩy lên nè. Đấy, chém đảo cung đơ đứng bắn đi. Hôm nay cái vụ chim sẻ đang số là 12 thôi. Và là lùi chờ phù. Nó một lại bị lủng nhà anh em ạ. Khổ thật đấy dài. Rồi kéo chém bên này rồi. Quân nhiều. Có chém trong nhà không?
Nó 25, nó 30 dân rồi sao? Tham Lai đơn số là 14 đến từ game thủ chim sẻ. Có muốn chém trong nhà đội bạn rồi. Từ chờ đấu quân đã. Cố gắng ăn để tích chém. Và Tham Lai đơn số là 14. Bây giờ sẽ phải đi móc nhà 98. Thỉnh thoảng tách con chém ra chém dân đội bạn. Cung A đang dí ra nhá. Từ nhà sẻ sang đây anh ơi. Sẽ hòa C hòa trận. Đang đánh C5 rồi lại hòa C hòa trận là sao anh? Đầu một Tham Lai đang ở số đó chính là 60. Bạn đẩy vào Samep. MBS đang mà đứng. Từ kìa dân. Kìa chém nó vào. Của anh này. Đen ép anh. Đen ép là giờ xong này cho BM thôi. Ra ngoài này ăn rừng luôn. Nó không vào được nhà đâu một đâu. Sẻ đang lọt nhà của thủ 98 đây rồi. Chém đang ở bên trong nhà đối phương. Đấy. Rồi đi. Chém dân đi. Tách. Nó không có vàng hay sao kìa sẻ. Không có vàng ở nhà đâu. Mày ăn dân đội bạn đúng không? Chim sẻ nhà không? Rồi, vẫn lọt bên này. Đấy, đấu quân đấy anh ơi, nó đang lủng nhà nhiều lắm. Sẻ chém giữa dụng chính nó rồi, nát rồi. Bắt được tên bên ngoài này. Khó chịu chưa? Anh giấu cái BL trong nhà này ủ mưu 3 năm, bây giờ chỉ mới dùng đến đấy. 3 năm qua bây giờ anh mới dùng đến cái BL này, 98 ạ. Tham đè mạnh luôn đấy, sập luôn rồi đấy. Bắt được hết tên đấy chưa anh ơi? Bây giờ đấy ngon nó không vàng nhờ trong nhà đâu. Bắn thân vàng ngoài đây đi. Không ăn không bắn được đợi phú nữa ông trẻ này. Tham vừa chứ. Tham vừa chứ. Rồi giữ vàng qua lùi. Đèo máy đâu một. Bơm thì đấy sắp chém trong nhà nó anh ấy. Rồi bơm đổ xẻ. Rồi thắng rồi khổ thế. Cầm cứ đang xem và cầm nó tiêu hành nè. Đấu một ảo thật đấy. Tí nữa thì thua anh em ạ. Mày qua dí được cái BL trong nhà 98 từ đầu. Không thì chết tôi. 1-0 C5 anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây.